Vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10 tháng 6 đã xảy ra một vụ cháy ở kho chứa hóa chất tinh khiết của nhà máy sản xuất hóa chất bột giặt Đức Giang tại khu công nghiệp dệt may phố nối B, thị xã Mỹ Hào, huyện tỉnh Hưng Yên. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Hưng Yên đã huy động các phương tiện chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 40 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đám cháy được dập tắt kịp thời đã không cháy lan sang các nhà xưởng khác và không làm thoát một số hóa chất độc hại ra môi trường, đám cháy không gây thiệt hại về người.